Chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và ngày hôm nay trong chương trình Mindfulness Grade 1, cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo, bài số 6, Unit 6. Và để bắt đầu bài học thì như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu với Lesson 1. Và Lesson 1 của bài số 6 nó sẽ nằm ở trang sách số 26 và trang sách số 27 của các con. Nên là bây giờ các con hãy lật sang trang sách số 26 để chúng ta có thể bắt đầu nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1, listen, point and repeat. Sau đó là mình color. Bây giờ chúng ta bắt đầu các con nhé. This is the letter F. The letter F makes the F sound. Fox. Fish. Frog. Vậy là chữ cái ngày hôm nay chúng ta học được đó là chữ F. Và chữ F có âm là F. Bây giờ chúng ta xem thử là ứng với chữ cái mới ngày hôm nay chúng ta học thì có những từ mới nào mà chúng ta cũng được học các con nhé. Trước tiên thì các con nhìn thấy hình đầu tiên nè. Đây là một chú. Chú gì nè? Con nào biết? Đây là một chú cáo. Và chú cáo chúng ta xem thử là ở trong tiếng Anh được đọc như thế nào các con nhé. Bây giờ thì các con, nhiệm vụ của các con bây giờ chỉ là lắng nghe thôi và các con có thể đọc thầm trong miệng ha, đọc nhẩm thôi. Nhưng nhiệm vụ chính bây giờ là vẫn là nghe các con nhé. Nên là hãy lắng nghe thật là kỹ nha. Trước tiên xem thử là chú cáo được đọc trong tiếng Anh là gì các con nhé. Fox. 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 Rồi, tiếp theo đó là một chú cá thiệt là dễ thương, có một cái miệng thật là dễ thương nè. Bây giờ chúng ta xem thử là chú cá trong tiếng Anh được đọc là cái gì nha. Fish. 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 Và tiếp theo nữa, đây là một chú. Chú gì nè? Đây là một chú ếch, đúng không nè? Chú ếch ở trong tiếng Anh được đọc là Frog. 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 Vậy là đây là ba từ mới mà chúng ta học được. Thì bây giờ đến nhiệm vụ của chúng ta đó là listen, point and repeat. Các con biết là mình làm gì rồi đúng không nè? Chúng ta làm gì nè? Lắng nghe, dùng tay để chỉ vào và đọc lại. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. F. 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 Fox. 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 Các con ơi, chúng ta nhớ là mình hãy đọc thật 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 là to lên các con nhé. Bởi vì khi các con đọc to thì các con mới biết là mình đang đọc đúng hay sai, để từ đó mình mới có thể sửa được các con nha. Fish. 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 Frog. 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 Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1, listen, point and repeat. Bây giờ mình sẽ đến phần now, color. Ở phần color này thì mình đã làm rất là nhiều lần rồi đúng không nào? Nên mình sẽ đi rất là nhanh các con nhé. Đối với fox thì Coppola sẽ chọn màu đỏ nè. Vì mình không có màu cam ở đây. Còn đối với fish, fish thì ở đây mình thấy cũng có màu vàng nè, nên cô Paula sẽ chọn màu vàng nha. Và cuối cùng là frog. Frog thì màu xanh lá cây đúng không nè, nên chúng ta sẽ chọn màu xanh lá cây nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo đó là look and listen. Các con đã sẵn sàng bút chì chưa nè? Các con đã lật sách sang và sẵn sàng bút chì chưa để chúng ta có thể viết theo nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu các con nhé. F. F. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 nhỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2. Listen and point.
chúng ta biết là chúng ta sẽ làm gì trong phần này rồi đúng không nào? Nên là bây giờ để bắt đầu thì cô Bola sẽ giải thích cho các con nghĩa của những cái câu mà các nhân vật trong bức tranh này nói các con nhé. Nhưng vào bức tranh này thì chúng ta thấy có ba nhân vật đúng không nào? Đầu tiên đó là một bạn nữ tóc vàng và mặc một đồ màu hồng, thiệt là dễ thương đúng không? Thì trên tay của bạn nhỏ này thì bạn ấy đang cầm một chú cáo, nhưng không phải là chú cáo thật mà là đồ chơi các con nha. Thì bên cạnh bạn nam mặc áo màu xanh thì bạn ấy đang cầm trên tay cũng là một chú cá, nhưng không phải là chú cá thật mà là chú cá đồ chơi luôn nè. Cuối cùng thì bạn nam mặc áo cam thì trên tay bạn ấy cầm một chú ếch, nhưng không phải là đồ chơi mà là chú ếch thật. Bây giờ chúng ta xem thử là các bạn nhỏ nói gì các con nhé. My funny fox. Chú cáo ngộ nghĩnh của tôi. My funny fox. My funny fish. Chú cá ngộ nghĩnh của tôi. My funny fish. My funny frog. Oh! Chú ếch ngộ nghĩnh của tôi. Oh! My funny frog. Oh! Vậy là chúng ta đã hiểu nghĩa rồi đúng không nào? Nên bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhiệm vụ của mình các con nhé. Đó là listen and point. Hãy lắng nghe thật là kỹ nhé. Để chúng ta có thể chỉ vào đúng cái hình mà nó tương ứng với những gì mà chúng ta nghe được các con nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. My funny fish. My funny fish. My funny fox. My funny fox. My funny frog. Oh! My funny frog. Oh! Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần listen and point rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần now choose. Chúng ta sẽ choose between A and B, là mình sẽ chọn giữa A và B. Phần này thì chúng ta đã làm rất là nhiều lần rồi đúng không nào? Nên Coppola sẽ không giải thích nhiều nữa các con nhé, mà mình sẽ làm thẳng luôn nha. Nhìn vào hình này thì các con nghĩ là cái hình đầu tiên á, thì chúng ta sẽ chọn A hay là B nè? Chúng ta sẽ chọn A. A là đáp án đúng đúng không nào? Bởi vì nó cũng là màu cam. Và đến hình tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn A hay là B nè. Nhìn vào đây nhé. Chúng ta sẽ chọn B. Và đến hình cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn... Nhìn vào đây các con nhé. Chúng ta sẽ chọn A. Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn A. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần Now and Choose. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần... Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần số 3. Tree, chant and show. Phần này là cái phần mà các con rất là thích đúng không nào? Là phần rất là vui nhộn nè. Chúng ta được hát mà chúng ta lại được nhảy múa và đồng thời chúng ta lại nhớ bài nữa. Nên là các con biết là mình sẽ làm gì rồi đúng không nào? Hãy đứng lên để chúng ta có thể bắt đầu các con nhé. Nhớ là hãy hát thật là to các con nha. Và nhớ là hãy nhún nhảy rất là nhiều và dùng tay chân và điệu bộ của mình các con nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nè? Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Fur, fox, fur, 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 fox, fox, fur, fur, fur. Fur, fish, fur, 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 fish, fish. F, f, f. F, frog. F, f, f. Frog. Frog. F, f, f. Các con thật là giỏi. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Nên là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với lại lesson 2. Và lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 28 của các con. Nên là các con hãy lật sang trang 28 để chúng ta có thể bắt đầu nha. Rồi, bây giờ chúng ta đã ở trang số 28 rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4. Listen, read along.
Phần này thì đã đến bài số 6 nên cô Bola sẽ không giải thích nhiều nữa các con nhé, mà mình sẽ học luôn. Trước tiên thì cô Bola sẽ giải thích cho các con nghĩa của những cái từ ở trong khung này các con nhé. Sau đó thì cô Bola sẽ mở lại một lần nữa để các con có thể listen và read along, là lắng nghe và đọc lại, đúng không nè? Bây giờ cô Bola giải thích trước các con nhé. My funny fox. Chú cáo ngộ nghĩnh của tôi. My funny fish. Chú cá ngộ nghĩnh của tôi. My funny frog. Chú ếch ngộ nghĩnh của tôi. My funny fish and my funny frog are with my funny fox. Chú cá ngộ nghĩnh của tôi và chú ếch ngộ nghĩnh của tôi đang ở với chú cáo ngộ nghĩnh của tôi. Vậy là chúng ta đã hiểu nghĩa rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ listen, read along. Chúng ta bắt đầu các con nhé. My funny fox. My funny fish. My funny frog. My funny fish and my funny frog are with my funny fox. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần số 5, 5. Song lại được hát nữa rồi đúng không nào? Và phần này thì các con biết nhiệm vụ của mình là làm cái gì rồi nên cô Paula sẽ không nhắc nữa các con nhé. Hãy đứng lên và sẵn sàng các con nha. Chúng ta bắt đầu ha. Finn is a funny fish. Finn is a funny little fish. Bloop, bloop. Fog is a funny fox. Fog is a funny fox. Fog is a funny little fox. Yup, yup. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần lesson cuối cùng, đó là lesson 3. Và lesson 3 thì nó sẽ nằm ở trang sách số 29 của các con. Nên hãy lật sang trang sách số 29 để chúng ta có thể bắt đầu các con nhé. Các con đang ở trang 29 rồi đúng không nè? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6. Circle the right letters. Có nghĩa là mình sẽ làm gì nè? Circle là mình sẽ khoanh tròn. The right letters là những cái từ đúng, đúng không nào? Là những cái chữ cái đúng á. Thì các con thấy ở đây mình có 6 hình đúng không nào? Và trên đầu thì các con thấy trên đầu của mỗi hình thì là sẽ có một con vật hoặc là một cái đồ vật nào đó. Và ở dưới đây thì sẽ có hai hàng chữ. Hàng chữ đầu tiên đó là chữ in hoa, và hàng ở dưới đó là chữ thường các con nha. Và các con để ý nè, ở đây các chữ sắp xếp không cùng thứ tự. Ví dụ như ở đây là chữ B in hoa, thì ở dưới không phải là chữ B thường mà là chữ F thường. Nên các con hãy để ý nhé. Nhiệm vụ của chúng ta đó là khoanh tròn vào những chữ cái đúng. Cô Bella ví dụ phần đầu tiên, sau đó các con sẽ làm những phần tiếp theo các con nhé. Ví dụ phần đầu tiên ở đây chúng ta thấy có một cô nàng ếch đúng không nè? Một cô nàng ếch thật là dễ thương, vừa đeo nơ hồng và môi hồng nữa. Và các con nhớ là chú ếch trong tiếng Anh được đọc là gì không nè? Đọc to lên, chú ếch được đọc là gì nè? Frog. Frog, đúng không nè? Thì frog được bắt đầu bằng chữ cái gì nè? Đó là chữ... chữ gì nè? Chữ F. Đúng rồi, bắt đầu bằng chữ F. Thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ khoanh tròn vào chữ F. Thì các con thấy hàng ở trên đây chữ F nằm ở đâu? Ở đây đúng không? Thì chúng ta trước tiên sẽ khoanh tròn vào chữ F in hoa nhé. F, frog. Đúng rồi, sau đó thì chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta đó là chọn ở hàng dưới này một chữ F thường. Thì chữ F thường ở đâu nè? Đây đúng không? Thì chúng ta sẽ click vào đây. F, frog. Vậy là chúng ta đã khoanh tròn vào chữ cái đúng rồi.
Cô Bella đã hướng dẫn phần 1 rồi, nên là bây giờ các con hãy làm ở phần số 2, 3, 4 và 5, 6 các con nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Dog. Dog. Da. Dog. Da. Dog. Ball. Ball. B. Ball. B. Ball. Fox. Fox. F. Fox. F. Fox. Carrot. Carrot. C. Carrot. C. Carrot. Fish. Fish. F. Fish. F. Fish. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 6 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 7, phần cuối cùng trong lesson 3, cũng là phần cuối cùng của bài số 6 rồi. Phần này thì không giải thích nhiều nữa vì chúng ta đã học tới bài 6 rồi đúng không nào? Các con biết rất là rõ là mình sẽ làm gì rồi đúng không? Nên chúng ta sẽ bắt đầu với lại chữ cái mới mà mình học thêm các con nhé. Ở đây là cái gì các con biết không nào? Cái này gọi là cái gì ta? Cái này là cái nĩa đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cái nĩa trong tiếng Anh được đọc là cái gì các con nhé. Fork. 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 Bây giờ thì các con hãy đọc theo các con nhé. Và nhớ là đọc thật là to các con nha. Fork. 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 Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần listen, point and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là mình color the pictures of the words that start with the F sound. Say the F words. Mình biết là làm cái gì rồi đúng không nè? Nhìn vào hình này thì các con sẽ chọn hai cái hình nào để tô nè. Hình đầu tiên đó là một chú trong tiếng Anh được đọc là frog. Frog, đúng rồi. Và tiếp theo đây là fish. Fish, đúng không nè? Và đây là cái gì trong bài vừa rồi mình đã học nè? Trong bài trước á, trong bài số 5 á. Cái này gọi là gì? Giơ tay lên, chúng ta chỉ vào cùi chỏ của mình và đọc là elbow. Elbow, đúng không nè? Vậy thì chúng ta sẽ tô màu hai hình nào nè? Hình frog và fish, đúng không nè? Với frog thì Coppola sẽ chọn màu xanh lá cây các con nhé. Frog. Còn với fish thì Coppola sẽ chọn màu vàng. Fish. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành unit 6 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ làm gì ta? Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôn lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn các con nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. F. F. Fox. Fox. Fish. Fish. Frog. Frog. Fork. Fork. Ball. Ball. Frog. F. Frog. Fish.
fish. Carrot. Carrot. Dog. Dog. Fox. Fox. Ball. Ball. Frog. Frog. Fish. Fish. Carrot. Carrot. Dog. Dog. Fox. Fox. Bull. Bull. Frog. Frog. Fish. Fish. Carrot. Carrot. Dog. Dog. Fox. Fox. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi. Cô Bella cảm ơn các con rất rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong suốt bài học ngày hôm nay và học thật là giỏi. Cô Bella chúc các con luôn khỏe nè, luôn ngoan, học thật là giỏi và nghe lời ba mẹ các con nhé. Cô Bella hẹn các con ở lần sau nha. Tạm biệt các con. Bye bye.